Rồi, nhóm mình đang đi vào cái khu rừng quốc gia, và đây là cái khu bảo tồn. Mình đang đi qua khu rừng cây sam già, và nó gọi là Oak Grove. Với những cái hệ cây và địa y nó cộng sinh. Dạng rừng rất là đặc biệt của Bắc Mỹ, và đặc biệt của cái khu vực bang Washington này kéo dài qua tới Vancouver. Dĩ nhiên là các cái loài sam hoặc là loài thông thì nó xanh quanh năm, nhưng mà ở xen kẽ trong những cái tán rừng này là những cái loài cây khác, thì bắt đầu mùa thu nó chuyển sắc rồi, nó chuyển sang lá vàng lá đỏ rồi các chị. Và chút nữa đó thì mình sẽ lên tới lưng chừng núi đó, cái khu Paradise đó. Thì ok, bây giờ là toàn cảnh 360 độ cái dòng sông băng từ trên cái đỉnh Mount Rainier, và cảnh đẹp như một bức tranh vẽ các bạn, tất cả các góc. Và cực kỳ may mắn là nó có nắng ửng lên và nó không bị sương mù, cho nên mình thấy cảnh vật rất là rõ. Rồi đây, cảnh thiên đường đang mở ra đây.
Right. There was a good one.